Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình đưa con Betsa của mình đi săn các bạn ạ. Coi xem là hôm nay nó thái độ của nó thế nào nhé. Con này thì nhìn nó cũng khá là điên mồi đấy các bạn. Hôm nay bắt đầu với dẹp cho nó tơi tới các bạn. Hy vọng ngày hôm nay nó khai vuốt được một con. Nhìn thấy con gì? Bắt nó. Đuổi mà đuổi vào không thấy nó đâu, chết mẹ. Ê ê, chết mẹ rồi, mất chim rồi. Ê quên mất, nay không đeo chuông điện tử rồi. Ê ê, ê chết bà.
Ok, không may mà tìm thấy các bạn ạ, may quá, nó ở đây rồi. Vãi cứt ra. Cuối cùng thì cũng dính rồi. Con cò luôn, mình còn không biết nó đuổi đi đâu các bạn. Nay nay đưa không đưa đeo ban lưng cho nó. Mấy hôm trước nó còn sợ cò các bạn, đến ngày hôm nay thì bắt đầu đuổi rồi. Nay thấy nó điên lắm rồi các bạn. Con này của mình thì nó bé giờ nó cứ kêu khàn khàn đi các bạn. Này cho nó, để cho nó giết con cò đi. Con cò đầu tiên nó bắt được thì cho nó giết đi các bạn. Ui mình vô tình mình bảo không, nó không vô chỗ này. Đấy mình bảo thôi cứ nội thử đi tìm vạch cỏ đi tìm nó xem đi các bạn. Mình rất là sợ nó mất bởi vì không biết chỗ này rất là nhiều cỏ. Đấy, không biết là nó chui chỗ nào luôn. Mình cứ nội đại đi để mình vạch hết cái đám cỏ này xem là nó ở đâu các bạn. Thì vừa ấy phát thấy nó luôn, rất là mừng đi các bạn, cực kỳ mừng luôn. Rồi ok, chào Nam này các bạn. Rồi ok, cái này mình sẽ để cho nó ăn một lúc nữa các bạn. Cho ăn một lúc nữa rồi mình đi về thôi. Bây giờ đã 6 giờ chiều rồi các bạn. Hôm nay mình đi muộn. Hôm nay mãi 5 rưỡi mình phải ra đây mình thử một tí thôi. Ngày nay bắt đầu nó chịu chốt rồi các bạn. Thời gian đầu tiên nó nhìn thấy cò như kiểu bạn bè các bạn. Đấy, khi mà mình tung ra thì nó không đuổi. Thế mà mình bắt đi mua cò cho nó ăn chắc phải đến 5-7 con rồi các bạn. Đấy, nó ăn suốt thì bây giờ nó mới chịu đuổi. Cút với lại mấy con chim sẻ chim cu thì nó đuổi ầm ầm đi các bạn. Mà cò thì nó lại không bảo sao. Thế là mình phải đi mua cò về mình cho nó ăn suốt đi các bạn. Giờ nó với điên, bắt đầu nó với chịu đuổi. Đấy, đuổi cái một thì cũng bắt được luôn rồi các bạn. Rồi, ok, ngày mai thì mình sẽ đi mang đi săn tiếp các bạn. Ngày nay thì đi săn vậy rồi, bây giờ đi về nha các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.